Hello anh chị, Trần Anh đã giao con xe Kia Pacha bản số 61A22299, số rất đẹp. Đi một chặng đường khá là xa, từ Bảo Lộc xuống tới trung tâm thành phố Vũng Tàu đây nè, vô trong cái hẻm đây nè. Em đã giao xe đến tay chủ nhà và chở chủ nhà giao xe tận nhà luôn cho chú luôn. Đó, xe này đã được bàn giao tới cho chú rồi ạ. Đi 250 km để xuống tới đây ạ. Đây này, đây là chủ cái xe này đây. Bên em vừa chở chú đi vừa test máy luôn. Đó chị thấy không ạ? Đây nè, đó. Đây ở đây trong hẻm, nhưng mà đây là thuộc thành phố Vũng Tàu nhé. Có một con xe quá chất. Máy móc thì chạy rất là êm, và nói chung là bên em cũng chở chú theo, chở chú đi theo xe với cùng với bên em luôn ạ. Đi một chặng đường 250 km để xuống đây ạ. Hôm nay là chạy vô tới nhà chú luôn. Một lần nữa em cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã xem tin của em. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em để nhận được nhiều xe giá rẻ nhé. Con gái chú rất là xinh nè, đó, rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn. Và một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại.